sẽ chia sẻ cách làm gà nướng nhé, ngũ vị nhé. Về trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị các loại gia vị này. Để ướp gà thì mình chuẩn bị này, tỏi xả băm nhỏ, cho một thìa muối vào cho gà đậm vị. Ngũ vị hương các bạn cho lửa gói ngũ vị hương của mình nhé, cho nó thơm. Các bạn cho mình 2 thìa dầu hào nhé. Tiếp đến các bạn cho hạt tiêu cho mình. Hạt tiêu thì nó mới thơm, nó mới ngon được. Không cần cho quá nhiều nhưng cũng phải cho vào nhé. Bột ngọt hẳn lên, một chút giấm để cho nó giòn ra, ngon. Bột ngọt, một ít thôi, hẳn lên. Giấm trắng, tương ớt chín xu, để tương ớt ấy, để cho gà lên màu đẹp. Đây, giấm cho ít giấm vào cho nó giòn ra. Tương ớt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trộn đều cái nguyên liệu này lên nhé. Để chúng ta phết lên hình con gà. Con gà này trước khi ướp để nướng thì chúng ta đã làm sạch hết rồi, và mình rửa đi rửa lại nhiều lần rồi. Bây giờ mình chỉ hòa cái hỗn hợp này để mình phết vào bên trong bên ngoài và ít cuống sả này. Các bạn nhét vào trong bụng cho mình để khi nướng này nó tỏa ra nó thơm. Rồi nhét gia vị chúng ta sẽ sát đều hết lên mình con gà. Làm gà nướng kiểu này tuy nó đơn giản đấy nhưng mà nó rất là ngon. Chúng ta ướp này khoảng được 1 đến 2 tiếng, cất vào ngăn mát tủ lạnh ấy, thì khi nướng ấy thì gà nó rất là ngon luôn. Mình đã nướng một phần gà ấy, nướng như này rồi ấy, thế mình rất là thích, hôm nay mình nướng cả con luôn ạ. Các bạn nhớ là nhét ít gia vị vào trong bụng nữa nhé, để nó ngấm vào bên trong ấy, nó thơm hơn, nó ngon hơn. Cứ nhét vào trong bụng nhé. Đấy rồi, nhét đều hết cả bên ngoài bên trong. Vậy và nhớ là ướp cho mình, nếu ướp để ngoài trời không có thường ngăn mát tủ lạnh ấy, thì chúng ta chỉ cần ướp nửa tiếng thôi. Mình sợ là gia vị nhiều nó làm cho cái món gà nó bị thiu ấy, bị chua ấy, cho nên chúng ta chỉ ướp nửa tiếng. Nhưng cất vào ngăn mát tủ lạnh thì các bạn ướp cho mình vài tiếng cũng được, càng ngấm càng ngon nhé. Nhớ là phết đều hết đi nhé, kín hết cả trong cả ngoài, kín hết như vậy nhé. Kín hết như vậy này. Rồi bây giờ chúng ta massage nhẹ nhàng 5 phút nữa cho nó ngấm đều vào. Sau đó chúng ta mang đi, chúng ta bọc lại, chúng ta cất vào ngăn mát tủ lạnh cho mình khoảng 2 đến 2 tiếng hoặc hơn 2 tiếng, 3 đến 4 tiếng càng ngon nhé, để gà nó ngấm. Rồi và chuẩn bị lò nướng hoặc là nướng bên ngoài trời đều được nhé. Đây con gà mái đấy, cho nên nó nhiều, đây bụng nên cả da nó dày nhiều mỡ ấy, nên mình không cần phải phết mỡ khi nướng đâu. Các bạn cứ nướng nhỏ nhỏ thì nó sẽ chín. Rồi bây giờ chờ đợi nó ngấm rồi chúng ta đi nướng thôi. Mình nướng nhá, ở cái nhiệt độ 160 độ này. Các bạn cứ nướng nửa tiếng cho mình rồi kiểm tra nhé. Và nướng khoảng 1 tiếng là chín nhá. Gà sẽ rất là vàng và ngon ạ. Bây giờ mình chờ đợi thôi. Gà nướng xong này các bạn nhìn không? Rất là đẹp mắt và ngon, màu sắc cũng rất là đẹp. Bây giờ mình bỏ ra và để cho nguội chút rồi thưởng thức thôi.